Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thực hành bộ lễ Seraphim. Các bạn nhìn trên bảng điện tử sẽ là những cái tiếng mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì ở đây organ, các bạn click vào organ thì chọn organ 2, rồi thêm một tiếng nền ở bên cái upper keyboard voice 2 nữa thì chọn string 2. Rồi khi các bạn nhấp hai lần ấy, thì nó sẽ hiển thị thêm một lần nữa. Thì tất cả những cái tiếng mà này thì chúng ta sẽ để cái tớt cao để tạo được cái hiệu ứng. Bên này chúng ta sẽ chọn tiếng violon và nhấp hai lần thì nhìn cái tớt nó rất là cao để tạo được cái hiệu ứng. Thì bấm nhỏ thì ra tiếng organ bình thường, nhưng mà bấm mạnh thì nó ra tiếng violon kèm theo nữa. Và âm bạt thì chúng ta lưu ý là organ bạt, rồi chọn thêm cái tuba, click hai lần thì timpani, tạo cái hiệu ứng âm thanh kép, vừa có tiếng bạt organ mà nhớ là timpani này chúng ta click hai cái thì sẽ được một cái tớt, chọn cái tớt cao thì chúng ta giống như phím ở trên ấy, đạp nhẹ thì ra tiếng bạt bình thường, còn đạp mạnh thì nó ra tiếng timpani kèm theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái bài bộ lễ Seraphim.